Hello mọi người, hôm nay mọi người sẽ cùng với Tính trải nghiệm Apple Store tại Abu Dhabi, thủ đô của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất nha. Nó nằm ở bên trong của Yas Mall, đã có diện tích khá là rộng. Tính thì không có quay phim nhiều các cái không gian ở bên trong bởi vì cũng khá là nhiều người. Tuy nhiên á, rất là rộng, do đó khách đi vào đông nhưng mà vẫn có thể trải nghiệm được rất là nhiều những cái khu vực ở trong Apple Store. Và tất nhiên cái ngôi sao hiện tại chính là iPhone 14. Và Tính cũng đã đến cái chỗ trưng bày và trải nghiệm thử sản phẩm. Thực ra các tính năng nó cũng không có quá gì khác. Về hiệu năng thì mình cũng không thể nào test trực tiếp ở đây được. Chủ yếu là Tính coi những cái tính năng mới, so sánh về camera. Cái mà Tính muốn trải nghiệm cũng như cái điểm nhấn lần này chính là cái Dynamic Island. Thực ra trong nhóm Tính đi á, cũng có bạn muốn mua một cái iPhone, tuy nhiên á, ở đây người ta chỉ cho đặt trước iPhone mà thôi. Về giá, cái con mà Tính đang quan tâm iPhone 14 Pro Max 256GB thì có giá là 5.099 dirham, tiền ở bên đó khoảng cỡ 33 triệu bên mình, và thời điểm Tính lồng tiếng là khoảng 37 triệu thì trên là khoảng 4 triệu. Tuy nhiên á, cửa hàng Apple Store nó không chỉ có iPhone không mà còn trưng bày những cái sản phẩm khác nữa. Ví dụ như một cái sản phẩm mà Tính đang cố gắng dành dụm tiền để mua đó chính là MacBook Pro 14 inch. Ngoài ra thì ở đây cũng trưng bày những cái mẫu ví dụ như là đồng hồ Apple Watch Series 8 mà vừa mới ra mắt cùng với iPhone nè. Ngoài ra thì cái cách trưng bày các cái sản phẩm ở đây cũng rất là đẹp mắt. Các bạn nào mà thích những cái phụ kiện của Apple, ví dụ như là dây đeo đồng hồ nè, hoặc là những cái pin sạc dự phòng mà không dây á, thì ở đây có rất là nhiều mẫu cho mình có thể xem luôn. Ở phía sau của gian hàng á, thì nó sẽ có một cái khu á, để chăm sóc khách, để cho những cái người mà có mua máy, đặt cọc gì đó thể đến để lấy máy. Như vậy là cũng đã kết thúc lần đầu tiên trải nghiệm Apple Store của Tính rồi. Thực ra vô đây á, chủ yếu là gì? Cái mùi tiền nó bay xung quanh mình vậy đó. Và cũng là một cái trải nghiệm rất là thú vị. Các bạn nhân viên ở đây cũng tư vấn rất là nhiệt tình nè. Không gian nó cũng rất là wow, xứng tầm với một cái tên tuổi lớn.